sự cách chức của các tướng lĩnh, sự kiện lịch sử và sự khiếu nại trong chiến trường là người đứng đầu trong chiến tranh, đôi khi tướng lĩnh bị sa thải do sự không phục tùng, như trường hợp quyết định của Tổng thống Harry Truman cách chức tướng Đông L. MacArthur trong chiến tranh Triều Tiên. Việc này diễn ra sau khi tướng Arthur công khai đi ngược lại chính sách của Mỹ, bất chấp mệnh lệnh từ Tổng thống. Năm 2010, Tổng thống Barack Obama cách chức tướng Stanley McChrystal, chỉ huy hàng đầu của Mỹ ở Afghanistan, sau khi ông và các nhân viên của mình đưa ra nhận xét chê bai Tổng thống trong một bài báo trên tạp chí Rolling Stone. Một số trường hợp khác liên quan đến các tướng lĩnh bị sa thải vì thành tích kém. Tổng thống Abraham Lincoln đã sa thải chỉ huy trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ vì sai lầm chiến lược quân sự. Sir Frederick Barton, người đứng đầu lực lượng viễn chinh Anh vào năm 1915, cũng bị sa thải sau khi không thích ứng được với chiến tranh theo kiểu chiến hào. Tổng thống Obama sa thải tướng David M. khỏi nhiệm vụ chỉ huy ở Afghanistan chỉ sau 11 tháng, với lý do ông thiếu sự táo bạo cần thiết để xoay chuyển tình thế khi liên quân NATO đang chung bước lịch sử quân sự. Tuy nhiên, nhiều trường hợp chỉ huy bị cách chức không phải lúc nào cũng do thành tích kém. Thường, các vị tướng lĩnh là những nhân vật anh hùng, tỏa sáng trên chiến trường hoặc tự thể hiện bản thân cả trong và ngoài chiến trường. Một ví dụ là Ariel Sharon, một sĩ quan trẻ người Israel, đã thu hút sự chú ý khi thực hiện hành động táo bạo phá vòng vây trong cuộc chiến năm 1973. Tuy nhiên, các tướng lĩnh nổi tiếng thường sinh ra đố kỵ và oán hận. Tướng MacArthur được coi là ứng viên sáng giá tranh cử Tổng thống đại diện Đảng Cộng Hòa vào những năm 1940. Tướng David P., người thay thế tướng McChrystal và sau này là giám đốc CIA, đã thu hút tin đồn về tham vọng chính trị, khiến các trợ lý của Tổng thống Obama phải tìm kiếm sự đảm bảo rằng ông sẽ không tranh cử năm 2012. Tương tự, tình bất hòa giữa tướng Johnny và Tổng thống Zelensky ngày nay có thể liên quan đến quan điểm khác biệt về vấn đề ngoài chiến trường. Tướng này công khai thúc ép Tổng thống tiến hành một cuộc diễn tập huy động quân quy mô lớn, trong khi Tổng thống không đồng ý do biết rằng sẽ gặp phản đối từ dân chúng. Có cuộc tranh luận gai gắt giữa phủ Tổng thống và Bộ Tổng tham mưu về chiến lược, trong đó có tranh cãi về bảng mục tiêu mà tướng Johnny được cho là biết chính xác. Quân đội Ukraine đang đối mặt với những thách thức nặng nề, và sự cách chức của các tướng lĩnh có thể tạo ra những biến động mới trong môi trường chính trị. Mâu thuẫn trong tình hình nội bộ Ukraine, tướng Johnny và sự khiếu nại của Tổng thống Zelensky. Mong ước duy nhất của Tổng thống Zelensky là phải tiến liên tục và kiểm soát thêm càng nhiều lãnh thổ càng tốt. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, hồ sơ chính trị ngày càng nổi bật của tướng Johnny đã khiến Tổng thống Zelensky và những người xung quanh cảm thấy khó chịu. Tổng thống có quyền thay đổi chỉ huy quân đội nếu không còn tin tưởng sự phục tùng của quân đội đối với lãnh đạo dân sự, là nền tảng của mô hình dân chủ. Nếu được bổ nhiệm người thay thế tướng Johnny, có thể kỳ vọng rằng họ sẽ nghe lời hơn. Tuy nhiên, việc cách chức một người được binh sĩ và công chúng yêu mến sẽ mang đến không ít rủi ro về chính trị lẫn quân sự. Hiện nay, kết thúc như thế nào nếu ông Zelensky tiếp tục giữ lại tướng Johnny hay cách chức ông ấy vẫn là một câu hỏi chưa có câu trả lời rõ ràng. Nếu ông Zelensky quyết định tiếp tục giữ tướng Johnny, ông ấy có vẻ yếu đuối. Mặt khác, nếu cách chức tướng Johnny, việc xử lý vụng về có thể gây hại đến niềm tin của quần chúng và ban lãnh đạo. Trong môi trường mâu thuẫn giống như vậy, xử lý trọng vẹn là điều không dễ dàng. Để hiểu thêm về tình hình nội bộ ở Ukraine và mối quan hệ giữa Tổng thống Zelensky và Tổng tư lệnh quân đội, cùng như các yếu tố liên quan khác, chúng tôi đã trò chuyện với chuyên gia để nghe phân tích sâu sắc hơn. Tướng Valerius Zalus, linh hồn của quân đội Ukraine trong cuộc chiến tranh, đôi khi người đứng đầu quân đội có thể đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt và tạo thiện cảm trong lòng nhân dân. Đại tướng Valerius Zalus được mô tả như một con người thông minh, sáng tạo và có khả năng kết hợp nghệ thuật quân sự của Xô Viết cùng với nghệ thuật quân sự của phương Tây. Sự kết hợp này đã đem lại thành công cho đại tướng trong những giai đoạn của cuộc chiến kéo dài 2 năm qua. Về vai trò cụ thể, chúng ta đã thấy rằng sau 2 năm chiến tranh, cả Nga và Ukraine đều đã phải trải qua thiệt hại nặng nề. Tại Ukraine, đại tướng Zalus đã đóng vai trò lớn và là linh hồn của quân đội Ukraine trong cuộc chiến này. Dưới sự lãnh đạo của đại tướng Valerius, quân đội Ukraine đã đạt được những chiến công và chiến thắng quan trọng. Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, họ đã ngăn chặn được cuộc tấn công của quân đội Nga vào thủ đô Kyiv vào đầu tháng 2 năm 2022. Sự chống cự mạnh mẽ này đã cung cấp niềm tin lớn cho quân và nhân dân Ukraine. Tiếp theo, vào tháng 9 và tháng 10 năm 2022, quân đội Ukraine dưới sự lãnh đạo của đại tướng Valerius thực hiện một cuộc phản công chớp nhoáng và đánh bại đối phương, thu được những khu vực lãnh thổ quan trọng. Những thành công này bao gồm việc giữ thủ đô Kyiv, giải phóng các tỉnh phía nam như Izium, Luhansk và Donetsk, cũng như đánh lui quân đội Nga khỏi tỉnh Kera và thành phố Kera, nhấp đặt thành công trong những trận chiến đòi hỏi sự hy sinh và sự kiên nhẫn. Tuy nhiên, không phải tất cả các trận đánh đều thành công.
và những thất bại cũng đã ảnh hưởng đến uy tín và thanh thế của đại tướng Jalas. Có quan điểm cho rằng đôi khi tài năng và trình độ quân sự của đại tướng đã đạt đến giới hạn của họ. Dù thế nào, sự lãnh đạo và đóng góp của đại tướng Valerius Jalas trong cuộc chiến này vẫn được nhiều người công nhận và tôn trọng. Ông đã trở thành biểu tượng của sự hy sinh và quyết tâm của quân đội Ukraine trong cuộc chiến đấu khốc liệt này. Sự ảnh hưởng của mâu thuẫn trong lãnh đạo Ukraine trong cuộc chiến cuối cùng. Người Nga đã chiếm thắng thành phố này và giải phóng nó vào ngày 20 tháng 3 năm 2023. Những trận chiến này đã gây ra thiệt hại vô cùng to lớn cho cả hai bên, đặc biệt là đối với quân đội Ukraine dưới sự lãnh đạo của đại tướng Jalas. Một trận chiến khác, chiến dịch phản công mùa hè năm 2013, bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 năm 2023 và kéo dài hơn 1.000 cây số tại 4 tỉnh Con, Don, Luga và vùng bán đảo Kem. Trong chiến dịch này, quân đội Ukraine không thể giải phóng bất kỳ thành phố hoặc khu vực nào, bao gồm cả khu vực bán đảo Crimea, mà họ dự kiến sẽ chia cắt tỉnh Konjapia từ thành phố Lemitop đến thành phố Cảng B. Điều này đã dẫn đến một thất bại và ảnh hưởng đến uy tín của đại tướng Jalas. Tổng kết, với cả thành công và thất bại của quân đội Ukraine trong giai đoạn 2022 và 2023, đại tướng Jalas vẫn là một biểu tượng của sự chiến đấu của quân đội Ukraine chống lại Nga và được tôn trọng và ngưỡng mộ rộng rãi tại Ukraine. Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa ông và Tổng thống Zelensky có thể gây ra những tác động nguy hiểm đến quân đội Ukraine và đất nước trong thời điểm quyết định này khi đất nước đang phụ thuộc vào viện trợ từ Mỹ và châu Âu. Sự mâu thuẫn này có thể ảnh hưởng đến tư tưởng và suy nghĩ của sĩ quan và binh lính đang chiến đấu tại các mặt trận, gây hoang mang và lo lắng về vấn đề chỉ huy và cầm quân của Tổng thống Zelensky và các tướng lãnh dưới quyền ông. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến sự phối hợp giữa quân đội và chính phủ, cũng như các nhánh quyền lực khác.